vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vlog Mục Tiêu. Vlog Mục Tiêu lại đang ở phần 1 của cô nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay có những vị khách từ phương xa tới rất là đông nhé, đến đây thắp nhang cho cô nghệ sĩ Vũ Linh. Nếu các bạn xem kênh, thấy kênh hay, có ý nghĩa thì các bạn quý vị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem nhé. Hôm nay đến những gì khách đến đây rất là đông nha. Chính nó nhỏ quá ha. Nghe giúp mình nhé.
chú và các bạn thân mến, ở trong bếp nhạc quá lớn cho nên bên lớp mục tiêu sợ vi phạm bản quyền, cho nên đi ra ngoài đây quay cho các bạn cùng xem nhé. Dạ, thông tin về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh hiện bây giờ vẫn chưa xây nhé. Người nhà nói rằng có mộ rồi nhưng mà vì một số trục trặc cho nên chưa có thể xây được. Bây giờ dời lại từ bây giờ cho đến 100 ngày của chú nhé. Vâng, các bạn cũng có thể nhìn thấy khách đến viếng chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là đông nhé. Một hàng tượng của quý vị và các bạn đó. Ở trong bếp nhạc lớn quá cho nên học cái vô trọng đưa tên đường, các bạn cùng xem nhé. Nóng quá quý vị và các bạn cũng đen đến nhé, đen đến nhanh dần. Những vị khách viếng xong bây giờ bước đi ra nhé. Mình xin kết thúc video clip của mình ở đây. Mong quý vị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.